Chào các bạn, đây hôm nay má mi mình đang rang gạo ha, rang gạo để nấu cháo xoàn cả nhà. Gạo nó vàng nè, ở ngoài nó vàng ơn, không vô trong màn hình má mi ha. Trong nó vàng, rang gạo thì mình phải rang rửa thật là nhỏ nha cả nhà. Từ từ thì gạo nó vàng, nó không có bị hột khét, mình nấu cháo nó mới ngon. Nước sôi nè cả nhà. Mẹ mình chuẩn bị đổ gạo rang vô nè, nãy mẹ mình rang và bỏ vô nè, nấu cháo nha. Thơm quá. Mẹ mình cắt dầu nữa nè cả nhà. Đặng cháy tỏi cho nó thơm ha. Đó, bỏ tỏi bằm vô. Công nhận bắt mùi thơm. Lấy bụng lắm anh em. Bây giờ mẹ mình sẽ đổ một món vô xào để coi đây đổ món gì vô xào để nấu cháo nha cả nhà. Tỏi vàng thơm nè. Vàng vàng mình bỏ vô được anh em. Đâu cần vàng vậy mà. Mình bỏ một rổ sò vô nha cả nhà, sò huyết nha. Mình nấu cháo sò huyết nha nó. Sò huyết này là mẹ mình đem bên Việt Nam qua nè, má mi. Chứ sò huyết ở chợ bên đây á, mình không có thích ăn cả nhà. Cái thứ nhất là nó để tủ đông lâu quá nó khô, cái thứ hai nữa là ăn nó ra bị mùi tanh. Còn cái này sò huyết mẹ má mi á, má mi về Việt Nam má mi mua sò huyết tươi luôn. Rồi lấy ruột nè, nên ăn nó không có tanh. Cái ai mì mà ăn cái gì mà có tanh tanh là ăn không được rồi ha. Vì cái đó như sầu huyết dạ. Vô đây sầu huyết cũng mấy ký á má mì. Mấy ký. Dạ. Sò này mình xào mình liếm liếm thôi nè. Dạ, sò này má mì xào thì liếm liếm gì má mì. Một to tí đường. Tí bông thọ. Chút xíu muối thôi. Okay, các bạn bây giờ là má mi mình cháy hành hả mẹ, đậu hành nè. Đây là dầu ô liu ha. Bỏ đậu hành vô nè. Đó. Một lát mình bỏ vô cháo cho nó ngon. Dầu ô liu cái màu nó cũng hơi vàng hơn dầu thường các bạn thấy không? Mình vớt đậu hành ha. Cháy đậu hành như vậy nó có thêm thơm thơm, các bạn bỏ vô nó ngon hơn. Đó, các bạn bây giờ là dầu sôi lên nè, nó đậu hành nó đã chín nè, nó bắp mùi thơm này ha. Đây là mình cháy cho nó vừa chín tới thơm thôi chứ không có cho nó vàng nha các bạn. Đó, cháo bây giờ sắp nhừ rồi nè. Sò mẹ mình cũng đã xào rồi nè, bây giờ mẹ mình sẽ cho sò vô ha. Ăn cho sò nó ra nước ngọt cho nồi cháo của mình nó ngọt. Bảo đảm với các bạn là sò này là nấu ra nồi cháo nó rất là ngọt mà nó không bao giờ bị tanh của mùi sò luôn. Thật sự mà để vô nấu luôn cũng được ở nhà, nhưng mà tại mẹ ơi mẹ muốn thơm nên sò phải xào qua cho nó ngon lại rồi mới bỏ vô nồi cháo nêm nếm cho sò nó thấm ha. Mày nấu một cái nồi cháo nhỏ xíu vậy mà má mi mày bỏ nhiêu sò ha, trộn lên các bạn thấy là sò nhiều hơn cháo nữa nè. Bữa nay ở ngoài trời mưa gió cả ngày cả nhà ơi, má mi nấu nồi cháo sò này ăn vô là ấm lòng luôn. Đó, múc lên thấy sò không ngon các bạn. Má mi nấu sạch sạch thôi chứ không có lỏng quá nè, cháo mà nấu lỏng nó cũng không ngon đó. Giờ đợi là nó sôi lên rồi nêm nếm ha má mi. Đúng rồi. Má mi em mày nấu xong rồi nè các bạn. Hành đã bỏ vô luôn ha. Ăn cháo bên đây thì em này ăn với rau này cải salad son. Nhưng mà của Mỹ nha cả nhà, mua ở chợ Mỹ nha. Chứ không có loại mua salad son, chứ cái loại kia là mình ăn lẩu thôi. Cái loại này nó rất là đắng. Mình sẽ khui đổ ra nè.
này là cũng đã rửa sạch hết rồi cả nhà, mình chỉ bỏ vô mình ăn với cháo thôi, nó nhẫn nhẫn ngon lắm. Cái này nó giống như là bé bi vậy mẹ, nó lá không mà chứ nó không có nguyên gánh như kia, ngon lắm cả nhà. Một bịch về hình như cũng 2 đồng mấy đó, cho một bịch ăn đủ rồi. Bên đây mình không có cá lóc nha, chứ trời lạnh này mình nấu cháo cá lóc cũng ngon. Mình không có cá lóc thì mình ăn cháo sò nha cả nhà. Đó, đây là đĩa rau quay mì nè, tươi sạch sẽ luôn. Rồi, ăn thì có gì đây? Hành phi nè, hành này có nhà phi, ở nhà phi luôn. Đó, hành lá nè. Đây, tiêu. Đơn giản thôi, cháo mình thì chỉ có thành phần nhiêu đó thôi. Ok cả nhà, bây giờ tô cháo quay mì lại, mì ăn cái tô nhỏ ha, bỏ một chút xíu rau vô nè. Cái salad sò. Em mì sẽ múc cháo nè cả nhà, nó sò không luôn. Ngon quá. Mình múc thêm mấy cọng đậu hành nè. Đó. Không chưa cả nhà. Sò huyết không? Rồi bây giờ em sẽ cho cái gì vô nữa này. Em sẽ cho vài cái hành lá sắc vô nha. Đây. Hành phi vô này nha. Em mình thích ăn hành phi nhiều. Rồi một miếng tiêu nha cả nhà. Rồi mình sẽ bỏ tí ớt bằm vô nữa. Tô cháo em mình đã hấp dẫn rồi đó. Đây là ớt bằm nè. Món này là má mi làm nè. Bây giờ em mình sẽ bỏ một miếng ớt bằm vô nữa. À, các bạn thấy tô cháo em mình hấp dẫn chưa? À, bây giờ mời cả nhà ăn cháo cùng với em mình nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Rồi mày phải cho nó nguội nguội một tí đã, nóng quá. Ok cả nhà, mời cả nhà ăn cháo với mì nha. Đó, tô cháo rất là hấp dẫn luôn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn, vừa ớt mà vừa tiêu nữa nè. Cái salad xong rồi cả nhà, mình bỏ vô cháo nóng là nó chín luôn. Các bạn thấy sò nè, sò huyết là nấu lại chứ nó không có teo nhiều nha cả nhà. Em mình cho thêm miếng tiêu nữa cho nó thơm. Em mình rất thích ăn cay. Sò nè cả nhà, có muỗng sò luôn. Nhà biết trời mà giờ trời lạnh mà trời mưa nó ăn cháo là không còn gì bằng luôn á.
nhà biết cái nước cháo nó ra rất là ngọt luôn, sò nó ra rất nước cháo rất là ngọt. Mình không cần dùng nước dùng hoặc là nước xương hầm để mình nấu cháo nha. Mì cho một ít rau vô nữa cả nhà, ngon quá. Mì ăn hết nửa tô nè cả nhà. Mà cháo này ngon quá, chắc phải ăn hai tô cũng nhiều quá. Rau salad son mà Mì bỏ vô sau nè cả nhà, nó chưa có chín lắm á, nó hơi chín mà mình ăn á, còn cái độ đắng của cái rau nó rất là ngon. Nếu mà mình ăn đắng không được á, thì mình bỏ vô trước cho cái rau nó chín luôn ha. Hôm nay là em Mì chia sẻ cái món cháo sò của má Mi nấu á, rất là đơn giản luôn, nhanh gọn, ăn vào ngày mùa đông trời lạnh rất là mát, rất là ấm nha cả nhà. Sorry, trời ở ngoài thì rất là lạnh, tiểu bang em Mì ở hôm nay trời mưa cả ngày luôn, nhiệt độ xuống rất là thấp. Má Mi về nấu nồi cháo rất là ngon. Ok, em Mì xin chào tạm biệt cả nhà, em Mì xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp.